Uy, hàng khủng, hàng khủng. Hàng khủng. Hàng đầu tiên được em đầu tiên cũng vĩ đại đấy các bạn, không phải là vừa đâu. Ui dồi ôi, mất. Ui. Con to là mất một bực nha. Đống quả ngon ăn thế này. Con đẹp thế mà chuột. Câu cá dâm mát. Ui, đóng luôn. Ui, đóng luôn con to. Ui dồi ôi. Wow wow. Wow wow. Phê các bạn. Phê. Ui ôi, hàng cụ tổ. Xuống cái đóng luôn. Anh em nhìn hàng to chưa? Dã man thật đấy. Đấy, em vừa thả lưỡi gắn chưa kịp cái phao chưa kịp chìm xuống đáy cái này dê đầu phao cái đóng luôn con này. Đẹp ấy, anh em nhìn này. Con này nhất định em phải chụp ảnh rồi. Con này có gỡ ra em phải chụp ảnh. À. Và nhìn khiếp khủng không, nhất định em phải chụp con này kiểu ảnh to quá. Thỉnh thoảng là con cá rô phi bự này không phải lúc nào cũng gặp đâu. Nhét nhé. Ôi, đừng có dãy. Quá đã.
Lâu lâu em câu mấy gặp được một chú rô phi to này, con này hơn cân. Hơn cân, phải hơn cân. Bự này cơ mà. Đẹp nhỉ. Chụp nó kiểu ảnh các anh nhá. À, cho rõ cái đã. Hàng hàng ngon. Nãy đi thỉnh thoảng gặp cá rô phi to to này giật cũng đã tăng chết. Wow. Ok, hắn phẹt sợ thật. Quá tươi, có cá tươi. Cá này quá tươi luôn đấy. Ăn này quá ngon. Vào vào. Ok. Cô rô phi to cũng sướng phết anh em ạ. Nít ngay con này đang bọn ạ. Bọn này bây giờ đang cuốn ổ rồi. Cuốn này ấy đấy, con này bự, này bự. Ai à, con này bự. Mất rồi. Con to đóng vô phản thế nhỉ. Câu cá còn cần lục về thấp đấy. Đấy xuống anh em nhìn kìa. Nó khập ngay. Khập mà nó giật chết ngay. Đã thật đấy. Chết ngay. Đấy. Đồ to. À, một em phải phẹt luôn. Vào chuồng. Cá cuốn ổ này. Của cá thế này mới thích. Xuống ngay lên hàng. Đấy anh em nhìn chưa, xuống ngay lên hàng. Con này đè sâu. Đè sâu. Đè sâu đóng luôn. Mất dãy. Nè, các bác nhìn nhé. Đè sâu đóng luôn, mất dãy. Giống như chúng tôi. Giống như chúng tôi mà được. Đánh lục phê thật đấy. Không có gắt chép giật cá rô phi to cũng sướng tay phết đấy anh em ạ. Con nào to đè ra dứt khoát này. Cá to cắn nó dứt khoát. Đấy mút luôn rồi, con này khả năng cũng bự này anh em này. Các bạn anh em nhìn nó mút sâu chưa? Con này khả năng bự này, mút sâu này. Đấy, mút rất sâu luôn. Mút rất sâu luôn, biết ngãi em à. Chạy đâu rồi. Địt ngay mà chạy đâu à, cá to luôn anh em này, thấy chưa? Em nói có sai đâu, các con nhìn nhá, cá này ăn hơi ngon, cá bự đấy. Bự của nó đấy. Quá hay luôn. Rô phi to chặt cũng sướng hết. Câu đầu cần, câu lục đầu cần chặt đỡ mệt các bạn. Hôm qua em câu sao sao bờ giật cá rô phi nó cắn ni địa giật mệt lắm. Đấy, vừa đáp nó lại cắn luôn này. Anh em nhìn nó mút chưa? Đó. Đóng ngay. Ui,
hai nhóc. Bóng phát hai nhóc các bạn ạ. Sắp đôi 50. Sáng giờ được phát này đấy. Qua được. Phát được hai nhóc luôn. Thả luôn, hãy còn mồi. Vẫn còn mồi. Đấy, cắn luôn người anh em, cái cầu cá này sướng nhỉ. Cá nó vào thật nay mới đã tay này. Này mới đã tay này. Lên luôn. Không nói nhiều. Tầm này là cá vào nhiều rồi. Nó vào lý địa bóp mồi liên tục này anh em. Anh em xem video của em chỉ lấy phê thôi chứ không lấy chán đâu. Xem video của em chỉ lấy sướng thôi. Cá dậy. Dùng được phao anh em nhìn lắm tí nào thích. Đấy mút luôn. Còn là mút sâu đấy. Ai à. Nhìn tăm cái kia. Các bác nhìn tăm bên cạnh nó vừa sụp lên. Nó còn khá to đấy. Út được của nó đấy. Bốc hàng luôn. Đấy, lại hàng luôn, cá cuốn nó. Đã quá các bác ạ. Tầm này. Tầm này cá nó vào ăn mạnh, thật đã quá. Đấy giờ hút anh em nhìn nó băm sướng không ấy. Con này bự. Ôi giời, con này bự vừa hai con các bạn. Vừa được hai con anh em nhé, bánh một con. Hai con bánh một con. Quá đã luôn.
chạy đâu. Tháng nữa. Chưa, các bác nhìn nó. Nó tháng nữa nó chạy. Dã man chưa? Mất gỡ. Đến lúc này sướng lắm anh em ơi. Ây dồi, úi dồi ôi. Úi dồi, hàng khủng, hàng khủng. Hàng khủng. Úi dồi ôi. Chết mấy con gì. Chết rồi. Mắc rồi anh em ơi, chết. Như là như chó này các bác ơi, con chép. Con này phải 4 cân. Sau loại này em đóng hàng nó chuyên nó tạch nhỉ. Nó đóng vào cái gì dưới, mắc cái gì ở đây không biết. Ui, xót tiếc thế anh em ơi, chuồn chép này hơn 4 cân đấy, to đùng luôn. Để bạn xem lại cái video này đó. Dạo này em cảm giác em kỵ mấy cá to sao các bạn. Đâu con nào mất con đấy. Bực thật, quá thì con chuồn mất, hôm nay thì con chép mất, cày này. Nữa như thế này sao nó mất được nhỉ? Bữa con đấy là nó đóng vào bên dưới, nó mắc vào cái cây quá. Không kịp cô ra, em đang định nhảy xuống em cô ra này, bấm máy các bác xem, không kịp nhảy ra. Vào đấy mà không bấm máy rồi, con này ngon rồi. Ui, lâu lắm mới được con chép. Tiếc đứt ruột rồi. Con đấy hơn 4 cân anh em mà kéo về thật đấy. Máy em siết chặt, em không thả lỏng ra, đang định nhảy ở cô nó vào. Anh đang nhảy để đẩy cái cần ra, nhầm. Nhảy cô nó vào. Cô ấy bấm cái máy có xem hình như cái mà. Bực thật đấy, đèn như chó. Con đấy quả còn nhảy ra dí đâu, cần nuôi ra là ok ngay. Nhầm vụ em bấm cái máy cho bác xem hình nó. Mấy con đánh con ai à, cũng không phải đánh con đâu, rô cũng bự chứ, rô bự mà cắn như kiểu cá con. Nay mà lên được con chép ấy thì phải tươi tí thật đấy. Xuống rồi thôi, mới xuống lên chép nữa đi.
bóng này. Ây giời, cứ vật vả vả manh. Đấy. Thôi này mất con chép thì câu toàn cá rô to này cũng ok đấy anh em. Nó còn to nó dậy khỏe thật đấy. Chỉ sợ nó dậy là mình tuột tuần nữa móc vào tay. Okay. Wow, cái buồn. Cái buồn có con cái buồn quá. Khả năng có cá to vào này em vừa thấy nó cái buồn. Ủa. Đóng được hai con mà rớm một con. Đóng được hai chú rồi mất một chú các bạn ạ. Này, rô bự chưa? Bấy một con nó đào. Dậy dậy dậy. Rồi mất một chú. Rồi. Được hai em đã bấy một em. Chạy ở đâu con chó này. Ôi, con này, à, con này bự. Ôi giời. Khiếp khủng các bạn. Khiếp khủng cho nó ăn nó móc từ bên ngoài móc vào. Mổ mà to nhớ rồi. Bụng ăn đẫy luôn. Không còn cái gì để nói về con cá nữa. Bụng ăn đẫy luôn. Nằm nhé nhát rồi. Không nhận chơi bóng mùa này phải đánh lưỡi 12 em ạ. Nhưng đánh lưỡi bé quá nhỉ. Đóng không đóng được cá. Chơi lưỡi 12. Mút luôn. Con này cũng là đừng nói đấy, hẳn phẹt luôn. Đi nói chung là trời con chép bây giờ thì rô phi như thế này cũng đã phết anh em ạ. Okay.
Đóng chưa? Mất chặn. Mày nháy mới xuống rồi. Nháy mới xuống rồi mà chạy rồi. Mất chạy. Vào quá trời. Ngay. Ủa. Xịt. Con này to đấy các bạn, con này đè mạnh, con này to này. Con này ăn nó dập mạnh này, nó ra to này. Nín thở bóp cò. Chuẩn bị này. Đang nín thở bóp cò đấy. I'm sick. Em hàng nữa. Tin chúng tôi. Đóng luôn.
À, nóng nóng. Ô, con này bự, con này bự, con bự. Bự phi, bự bự. Bự, ừ, bự con này có, là có. Chua. À, con này có quá anh em này. Chua. Bị đại chưa? Anh em đã. Anh em mà thấy con này vĩ đại chưa? À, đóng mỗi tí vào vào bên bên mặt anh các bạn ạ. Củ cà rô phịt to là sướng thật đấy này, đóng mỗi tí ở bên bên mắt của nó. Toạc mồm. Đó. Ta sợ y. Đấy, toạc luôn. Thằng đẹp, nhìn gió mát ngồi, gió mát cầu cá sướng thật đấy. Tao rõ. À, úi con này to này, to này, to bác này. Úi con này to quá. Trời. Sợ thật. À, người con bé mà nó ăn mồi. Nó mồi sợ thật. Ôi. Dậy, dậy chúng nó lặng thịt. Thì, có bụng nó ăn này. Đây, một bụng mồi. Đây bụng mồi luôn. À, cho vào giỏ. Nghe nhét vào giỏ. Đè sâu phết nhỉ, chắc cá to này anh em này. Đè sâu dứt khoát này. Dứt khoát này chắc cá to rồi. Đấy, đấy nói sai rồi. Rồi bự luôn. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cá lạc rồi, em nói sai không. Rồi bự luôn. Đè dứt khoát cái cá to ngay. Đấy, cho bác cha xem chuyện đã mà. Em hào mà em. Đấy, cơ mà. Đi cầu cá nó như thế này nó mới đã. Nên là cho bác xem này. Ôi dồi ôi. Vàng. Luôn. Đồ phi. Đóng luôn đồ phi anh em ạ.
hay sao? Không trượt con nào. Bóng dã man. Không trượt chú nào. Đóng ngay. Chẳng đâu của chúng tôi. Để mút một tí phát là chết luôn các bác ạ. Không cần nói nhiều, chỉ mút mút phát là chết. À, thắng lợi rồi các bác ơi. Gặp hai thắng lợi rồi. Thành quả đây, về thôi. Ui, mạnh rồi. Mạnh lắm. Ui rồi. Nhiều lắm các bác. Hôm nay nhanh nhuét luôn. Ba vét vào nhanh nhuét. Này phải 20-30 cân mới hết. Thế gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé, em về đây. Phê quá.